Về nơi đâu cánh diều kia. Nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lên top 1 server cụm 2 nhé. Hiện tại chỉ là cụm 2 thôi các bạn ạ. Chứ cụm 1 thì mình chưa biết, cụm 2 thì mình biết cách lên top 1 rất là dễ. Top 1 lên server luôn nhá. Đây, trước hết thì muốn làm được như vậy, các bạn bui một bộ bài giống hệt như vậy. Đấy, thì bộ bài giống hệt như vậy thì nó có những gì? Nay thì mình sẽ cho bạn thấy. Thì đấy, các bạn cứ bui một bộ bài giống hệt như vậy thì các bạn sẽ lên được top 1 cụm 2 thôi. Trước hết là con rồng trắng mắt xanh tôm. Tại sao lại chơi con này? Bởi vì con này nó kiểu nó cũng giống rồng trắng mắt xanh. Nhưng mà con này này nó là quái quái cái hiệu quái. Nó thứ nhất nó sẽ không bị Emina loại bỏ này. Thứ hai là nó sẽ có vẫn có từ khóa mắt xanh và kiểu nó đẹp hơn cái con mắt xanh thường kia. Nên là cứ bui x2 con này trước này. Effect của nó thì hầu như nó không dùng được, chủ yếu là nó sẽ giống cái con nó sẽ là thứ nhất là đẹp hơn, thứ hai là tránh bị Emina phá hủy theo như mình nghiên cứu là vậy. Tiếp theo là thuật sĩ mắt xanh x3, con này thì nông dân ạ có đúng không? Con này rất là dễ này. À, con lồng trắng mắt xanh tôm ấy, con này cũng dễ này, nông dân kiếm được này, con này nông dân kiếm được này, con này thì mình không biết nguồn nó ở đâu. Nhưng mà cái hồi trước mình chơi sinh tử chiến ấy, sinh tử chiến thì con này nó ram như mưa các bạn ạ, mình còn chẳng dám chơi cơ. Con này thì để mình đọc effect nào. Khi bài này có mặt trong mộ trên tay được xem như quái thường. Khi lên sân loại bỏ ngẫu nhiên một phép bẫy trên sân đối thủ. Loại bỏ ngẫu nhiên một phép bẫy tức là loại được thuyền cỏ đấy. Chủ động mộ khi trên sân đối thủ có quái có thể dùng. Mỗi lượt một lần hy sinh bản thân triệu đặc biệt rồng trắng mắt xanh từ bài trên tay. Con này nó có ngon rồi nhỉ? Ừ, con này Sida các bạn ạ. Bởi vì thứ nhất là effect chủ động không, nó phải lên ở sân và nó kiểu nó không có nguyên tắc từ khóa mắt xanh ấy, nên là có thể không thể triệu hồi con này bằng con 3 triệu đâu. Ví dụ con 3 triệu ấy nó có thể gọi thẳng con này lên, nhưng mà nó sẽ không gọi con này. Con này thì nó mình không biết để làm gì, nhưng mà chắc là cho đẹp. Tiếp theo là X3 rồng mắt xanh 3 triệu. Cái bộ này thì bui 50 lá thì phải. Rồi con mắt xanh 3 triệu thì effect con này các bạn rất là dễ thấy đúng không? Nó sẽ dùng cái con thuật sĩ gọi con này lên, xong đó gọi con này gọi con lồng trắng mắt xanh lên đó. Lồng trắng mắt xanh thì bạn có thể dùng con tôm để thay thế cho lồng trắng mắt xanh đấy, bởi vì con này này nó như kiểu là nguyên tắc ấy. Đâu nhỉ? Mình nếu mà đoán không nhầm ý, con này có thể dùng cái con 3 triệu này gọi lên các bạn ạ. Chứ nếu mà không thì không bao giờ người ta bui con mắt xanh này vào đâu. Chắc là thế. Còn chim thánh Necrot, cái lá này là của Tri Ân server mới này, hoặc là ngày xưa thì nó cũng có. Con Necrot này là effect của nó là share bài thôi các bạn. Nó là share bài ấy. Như kiểu là bản thân của nó sẽ lấy được mấy cái từ khóa Necrot lên để tránh chết bài thôi. Tiếp theo con Necrot ma thần, effect của này thì mình biết là rút hai lá. Đấy, con này effect chỉ có là phá hai quái xong rút hai lá. Đấy, tiếp theo đến bây giờ này, Necrot băng giá. Con này thì nó cũng là một con nghi thức của Necrot. Con này thì cũng có nhưng mà mình chưa biết nó để làm gì. Bởi vì bui nó rất là ảo diệu, bởi vì nó còn bộ bài thêm nữa các bạn ạ. Nhưng mà các bạn cứ bui một deck cơ bản giống như vậy thì bạn có thể lên top 1 xem vào cụm 2 rồi. Còn top 1 xem vào cụm 1 thì mình chưa biết nhé. Con Necrot băng giá thì để mình đọc thử effect này. Kỹ năng tay chủ động, hy sinh bản thân, lấy quái không cùng tên. Con này là xe bài. Chủ yếu là chắc là con này xe bài được các bạn ạ. Bộ bài thêm đang có mặt trên sân đưa về bộ bài của người sở hữu. Ngoài ra thì effect con này này, nếu mà các bạn triệu hồi được nó thì nó có thể đẩy hai quái từ bộ bài thêm về nhá, chỉ bộ bài thêm thôi. Đúng rồi. Đưa ai nhầm đưa về bộ bài nhá, tức là triệu chọn hai quái được triệu hồi đặc biệt từ bộ bài thêm. Từ bộ bài thêm đưa về bộ bài thì mình chưa hiểu lắm. Mà con này hầu như là nó sẽ lấy con ma thần đi các bạn. Con này lấy ma thần, con này sẽ lấy nghi thức nhá. Tiếp theo là con rồng mắt xanh vực sâu. Con này thì x2 thôi. Effect của nó cũng khá là nhiều nhưng mà thôi, lười đọc. Đấy, xương xương thì các bạn cứ bui gần giống vậy nhá. Còn bui được đến đâu thì đến đấy. Các bạn cứ bui giống vậy, kiểu dĩ top 1. Bởi vì deck này nó top 1 mà. Tiếp theo là rồng hủy diệt Gandora, con này thì nhiều người biết này, con này effect cũng khá là ghê mà nhiều khi vẫn bị bắt các bạn ạ. Mình chơi nó một thời gian ấy thì thấy nó vẫn bị xích nhiều. Đấy mình có này. Mình VIP thế nhỉ? Thì Nanic này khá là VIP các bạn ạ. Con Necrot băng giá mình không có à. Con này kiểu nó mới ra các bạn ạ. Tiếp theo là rồng trắng lai mắt xanh. Con này là một con nâng cấp của rồng lai mắt xanh thôi các bạn ạ. Các bạn cày trăm thì đổi nó trong di tích cổ đại này được. Con này thì rất là dễ kiếm. Mà hiện tại mình không có chơi rồng nên là mình không lấy nhá. Đó. Con lồng siêu lồng vực sâu. Con này siêu lồng vực sâu à. Con này thì effect nhiều quá, bỏ qua đi. Các bạn thì cứ cố gắng siêu lồng vực sâu, chắc là nó trong một là nạp, hai là nạp nhiều hơn. Con này nhìn rồng nó kiểu gầy các bạn nhiều. Như con nghiện ý, thế mà quái nào nó mạnh thế nhiều. Thôi, bỏ qua đi. Tiếp theo là sấm truyền hư vô. Con này là giống con khi lên sân nhá, nhận được tường chắn quái phép bẫy. Sau khi vào sân, loại bỏ tất cả bài trong khu bẫy phép đối phương. Khi rời sân, loại bỏ tất cả các quái của đối thủ xuyên mọi hiệu quả. Ma chưa, xuyên mọi hiệu quả luôn. Tức là chắc là nó xuyên được tường của Obelisk đấy. Khi trên sân đối thủ có quái mà phe ta không có
Bài này có thể triệu hồi thường không cần vật tế. À, khi trên sân đối thủ, con này tức là 6 sao nhưng mà có thể triệu hồi thường nhá. Kỹ năng tay chủ động hiến tế một quái trên sân đối thủ để triệu hồi đặc biệt lên sân meta lại ảo diệu rồi. Con này là tiên tri sấm truyền hư vô nhá. Nó là tiên tri hư vô, sau khi thức tỉnh tức là ví dụ các bạn biết con mana anh em công tập sự ấy, con tập sự anh nhầm con phù thủy áo đen. Sau khi thức tỉnh ấy thì nó sẽ quay về dạng ma hát. Cái dạng cổ xưa của nó là ma hát các bạn ạ. Còn dạng bình thường nó sẽ là phù thủy áo đen. Đấy, con tiên tri hư vô thì chắc nó cũng như thế. Anh nhầm con sấm truyền hư vô chứ, con này như là tặng kèm các bạn ạ. Các bạn cứ rất là dễ kiếm thôi. Các bạn cứ nạp lên hình như là VIP 12 đâu đó gì vậy. À, tiên con này là tiên tri hư vô thôi, con này không phải. Ô, con này không tặng à? Đây 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 đây, VIP 14 các bạn ạ. Sấm truyền hư vô xuyên mọi hiệu quả, ngon chưa? Cứ nạp lên VIP 14 thì sẽ lên nhá. Còn nạp làm sao để lên VIP 14 thì các bạn cứ nạp nạp đủ 150000 đấy, 150000 game là được thôi các bạn. Khá đơn giản đúng không? Mình xem cái VIP 6 của mình được bao nhiêu nhỉ? VIP 6 thì nạp bao nhiêu game nhỉ? VIP 6 thì nạp 30 triệu, à, VIP 7 30 triệu, VIP 6 là 10 triệu này. Đó, VIP. VIP 6 là 10 triệu. Còn VIP 7 là 30 triệu. Khá là ok, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là xem nốt đã nhỉ. Bui đến tận nơi tận chốn các bạn. Tiếp theo là nó sấm truyền hư vô bỏ qua được rồi này. Hải nữ sao biển, con này là một deck của một con của deck hải nữ. Cái deck này thì ngày trước nó bán thôi, giờ nó không có bán nên là bỏ qua nhé. Tiếp theo là hải nữ cá bắp bẻ, cá bắp né xanh, mẹ cái thằng nào đọc cái thằng nào dịch tên. Úi rồi, nhìn cái effect của nó này. Thôi con này dẹp 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 đi, mình đọc effect là méo mồm đấy. Tiếp theo là hải nữ thìa tím, cái con nào nó cũng như effect nhiều. Con hải nữ san hô này mình rất là thấy nó hay dùng này. Khi bài này nằm trên tay trong bộ bài được xem như quái thường. Kỹ năng tay chủ động mỗi lượt một lần trên sân Veta có quái có từ khóa hải nữ có thể dùng triệu hồi đặc biệt bài này từ trên tay. Chủ động mỗi lượt một lần chọn vật triệu hồi đặc biệt một quái không có phải dung hợp có từ khóa hải nữ từ mộ Veta. Kỹ năng mộ loại bỏ chủ động mỗi lượt một lần lấy một phép bẫy có từ hải nữ từ bộ bài Veta vào tay, kỹ năng chỉ kích hoạt một lần. Con này thì hầu như người ta sẽ dùng với con Emilia các bạn ạ, bởi vì là nó là quái thường ấy, nó sẽ kết hợp với con Emilia. Tức là các bạn chỉ cần sở hữu con Linh Emilia ấy. Linh Emilia là một cái con đây cho bạn xem con Linh đấy nhá. Nó sẽ loại một con quái thường khi vào cuộc đời chơi. Đó, đây này, con Linh Emilia. Linh hai của Genki thì vậy. Emilia. Đấy, này, con này nó sẽ kết hợp với con Linh Emilia, nó sẽ kích được effect chủ động, anh em effect mộ loại bỏ chủ động thôi thì nó cũng khá là chắc là chấm chết bài chứ giờ mình chưa chưa nghiên cứu được con này nó để làm gì, bởi vì căn bản là mình đã dùng con này bao giờ đâu. Tiếp theo nào, hải nữ đã đến bốn con rồi đúng không? Hải nữ san hô này này, chứng nhận phu phát con này thì 50k thôi các bạn, rất là rẻ nhá. Con này ngày trước nó là thẻ tháng ấy, nó chỉ mất 50k. Top một server chơi con này thì con này các bạn biết con này rất là mạnh rồi đấy. Con này chỉ có 50k thôi. Tính ra nếu mà con này chơi vậy thì phải 200k con ạ. Nếu mà nó mạnh như vậy thì phải 200k, nhưng mà nhà phát hành bán có 50k rất là nợ rồi nhá. Tiếp theo là tà thần hóa thân. Tà thần hóa thân thì một là một con rất là nhiều effect, con này thì nếu mà trong chiến đấu thì nó sẽ bất tử được các bạn ạ. Còn nếu mà nó gặp Obinith thì nó cũng gọi Obinith bằng cụ thôi, nó kệ Obinith kích effect là chết à. Và con này thì nó đổi ở trong trong đâu nhỉ? Trong di tích cổ đại thì phải. Tiếp theo là con lồng lồng mắt xanh phản lực, con này thì thấy rất là nhiều bạn dùng nhá, nhưng mà mình chưa có lấy bởi vì con này effect thấy nó rất là hay ấy. Nó vậy đây này là chơi mắt xanh à? Mắt xanh kết hợp với hải nữ à? Ok, hiểu hiểu sương sương đấy. Tiếp theo là X2 hũ tham vọng, đương nhiên rồi. Game này mà không lấy X2 hũ tham vọng thôi đã đầu thai kiếp khác. Chuẩn bị nghi thức cái lá này thì khá là dễ kiếm, đến mình còn có cơ mà. Tiếp theo là Necrot kính vạn hoa đây này, cái effect kính vạn hoa để triệu hồi lên cái con Necrot đầu tiên mình nói. Thì cái lá này nó là tri ân thôi các bạn ạ. Server mới thì có, server cũ thì mình cũng chưa rõ bởi vì hồi đấy mình chưa chơi. Phong ấn báu vật, cái bài này thì thằng Yugi nó dùng cái lá này hình như là phong ấn cái lá hồi sinh để giết Atem à, đúng không nhỉ? Phong ấn lôi nhã, chọn loại bỏ một quái trong bộ bài đối thủ, đồng thời loại bỏ tất cả quái cùng tên trong sân trên bộ của đối thủ sau khi dùng. Ồ, cái lá này cháy thế nhỉ? Chọn và loại bỏ một lá bài trên tay trên sân trong bộ đối thủ, đồng thời loại bỏ tất cả cùng tên trong bộ bài của đối thủ. Ồ, con này ngon nha các bạn, mà thấy ít người thấy ít dùng bởi vì cái lá này này mặc dù là phẩm chất UR ấy, nhưng mà hàng limited đấy. Trong phim mình như là nó xích lại một lá rồi nó sẽ không cho đối phương dùng cái lá đấy thì phải, mình chưa chưa rõ. Con xin chôn hồn ma, con này là một cái con ở trong tích lũy nha các bạn. Nếu mà các bạn đam mê kiếm con này ý, thì nó sẽ là ở trong tích lũy này. Rút bài thượng cấp cái lá này thì mình thấy nó cũng bình thường, mỗi lượt dùng một lá này, hy sinh một quái 8 sao chưa hành động trên sân Feta, rút hai lá thì nó cũng bình thường mà.
thấy nhiều người bảo ngon, bởi vì là chỉ cần hy sinh một con 8 sao nút hai lá thì nó cũng dạng dạng giống như kiểu lá mua thế chấp ấy các bạn. Tại sao lại không dùng mua thế chấp nhỉ? Chắc là trên sân ý, thì nó sẽ kích được effect các bạn, bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ triệu hồi quái lên sân đấy, khi lên sân con quái đó nó sẽ kích được effect của nó, nên là cái lá thượng cấp này thì nó sẽ ngon hơn cái lá mua thế chấp, bởi vì mua thế chấp là các bạn sẽ ném vào mộ tùy trường hợp. Chắc là về về sau ấy con này sẽ ngon hơn mua thế chấp thôi. Hải nữ đấu bài là cái lá môi trường của hải nữ này, nhà giam xá xịt, cái lá này thì cực kỳ dễ kiếm, nông dân cũng có luôn. Các bạn ngại gì sắm nhanh để hoàn thiện một deck top 1 server cũng hay cái lá này trong di tích cổ đại nhá. Rồi tiếp theo là hải nữ sào nưa, con này là của hải nữ này, hải nữ ca tặng. Đây đây mới đến là phần phần ảo ma Canada. Đây này này các bạn, càng về sau thì càng thấy ảo. Thứ nhất Obinith Zotomato Obinith tộc thần, hiệu quả từ khóa mắt xanh, mẹ cái game tộc thần từ khóa mắt xanh. Con này nhá, game ấy nó búp cho từ khóa mắt xanh để chơi với mắt xanh rất là mạnh các bạn ạ. Bởi vì thứ nhất effect cú đấm thần thánh này này, nó có thể đấm mọi lá bài đúng không? Tiếp theo con Obini này có thể triệu hồi từ con 3 chiều các bạn, con 3 chiều ấy. Các bạn nhớ con rồng 3 chiều không? Con 3 chiều kích effect là con Obini này này nhảy lên sân luôn, cực kỳ ảo. Nên là không hiểu cái con này ngày trước hình như là 100.000 điểm thì phải, không hiểu tại sao vẫn có người lợi. À, không hiểu tại sao lại lấy được nhỉ? Nó hình như ra hai lần thì phải các bạn ạ. Hình như con này ra hai lần, lần đầu tiên là người ta không lấy được, lần thứ hai mình lấy được con này các bạn ạ. Nó không đủ điểm server mà lấy Obinith từ khóa mắt xanh, thần từ khóa mắt xanh đấy, game chiến thuật tình bạn không hiểu kiểu gì. Tiếp theo là ông già Satan siêu, con này thì để mình đọc effect này, bài này không thể triệu hồi đặc biệt, không thể hiển tế, không thể tấn công đấy. Bởi vì sao? Bởi vì con này chủ yếu là ném lên sân đối thủ nhá. Thứ nhất là không thể hiển tế, thứ hai là không thể tấn công. Hiển tế tức là sao? Nó không thể chết đi, chọn chủ động này, hiến tế 1 đến 6 quái trên sân đối thủ, triệu hồi thường bài này lên sân đối thủ. Kỹ năng này không tính là hiệu quả quái. Nghe nghe mùi, mình chưa hiểu bởi vì mình chưa chơi. Khi lên sân núp một lá, cực kỳ ngon này. Khi lên sân và mỗi lượt người điều khiển bài này bị mất 500 LP, khiến đối thủ không thể đặt quái lên vị trí trống, tức là nó sẽ khóa sân ý. Khi bắt đầu lượt thứ ba của đối thủ kể từ bài này sẽ bị phá hủy. Con này tức là con này nó chỉ trên sân được 3 lượt thôi các bạn ạ. Nếu mà nó trên sân vĩnh viễn ý, thì nó rất là mạnh. Thứ nhất là nó khóa sân này, thứ hai là nó triệu hồi lên sân đối thủ này. Các bạn cứ thấy trên sân mình có con Satan này này thì thôi quyết đi, bởi vì các bạn đã gặp một VIP Pro đấy, đánh làm sao được mà đánh. Tiếp theo là con siêu thuật sĩ băng, con này thì mới ra các bạn ạ. Con này thì là quà quà tri ân nhá. Cả server cụm 2 này chỉ có một cái nick này có thôi, bởi vì sao? Bởi vì nạp nhiều nên là nhà phát hành tặng cho con này. Bởi vì hiện tại nếu mà cái deck này này nó thật đi sau ấy, gặp đảo chuyển là đi các bạn ạ. Bởi vì vậy thế nó tặng cho con siêu thuật sĩ băng. Nhưng mà con này thì khi trên sân đối thủ có nhiều hơn phe ta 4 lá bài trở lên, có thể triệu hồi đặc biệt bài này từ trên tay. Effect này thì không tính tiền nhá. Effect thứ hai nhá, khi bài này có mặt trên sân hoặc trong bộ bài, mỗi lượt đối thủ chỉ được dùng 4 lá phép hoặc 4 lá bẫy. Đây này, effect này nó giết luôn các bạn ạ, không có đảo chuyển nào ăn được cái deck này. Làm gì có đợi có cái, tức là nó ra có con thuật sĩ băng này này là một cái nick này nó sẽ rất là mạnh, bởi vì một deck ấy nó chỉ dùng được 4 phép bẫy thì cho dù cái nick này đi trước hoặc là đi sau nó vẫn đều mạnh. Đi nếu mà bị đi sau đúng không, gặp phù thủy đi trước mà phù thủy đi trước thì nó chỉ chơi được 4 lá phép hoặc 4 lá bẫy thì nó combo làm sao, không thể combo được. Hoặc là đi sau thì nó có thể là đi sau ví dụ chết bài đúng không, ví dụ mình bị chết bài mà mình đi sau ấy thì cũng không phải sợ, bởi vì đối thủ không thể combo được luôn, không thể gọi quá nhiều. Đây này mình hôm trước mình gặp một trận đánh con thuật sĩ băng này nhỉ, Neko đâu nhỉ, hình như nó qua mất rồi các bạn, hôm nay chơi game nhiều quá. Có một trận mình gặp ấy bị con thuật sĩ băng này counter chết luôn không làm gì. Đấy các bạn muốn lên top 1 server cộng 2 thì các bạn cứ làm một deck như vậy, rất là đơn giản không? Các bạn thấy không, mình gần sở hữu full rồi đấy, nên là mình sắp lên top 1 cộng 2 đấy. Này nhìn nhá, rồng tô mình có này, thuật sĩ mình có này có này, con này thì đang tìm quần này, con này có này, con này có này, con này đang chờ bán lại này, con này mình cũng có này. Đấy, con Gandora cũng có, sắp có gần đủ được các bạn. Nên là nếu mà các bạn muốn lên top 1 server cộng 2 cứ bui một deck y như vậy cho mình. Hoặc nếu mà nếu muốn lên top 2 ấy, thì bạn bui một deck y như vậy. Ô sao giờ mắt xanh nhiều người chơi nhỉ? Mình tưởng chơi Tam Quốc với lại ES cho vui chứ. Ồ toàn chơi mắt xanh rồi. Đỉnh thật đấy, mắt xanh cái này là phù thủy này, phù thủy vứt bài. Ồ không ăn thua. Phù thủy vứt bài thì đi sau vẫn là phù thủy thua đâu. Đây là top 4 server lật kèo để chơi cái gì đây? Để xem nốt nha các bạn. Cũng hải nữ với Tam Quốc thôi các bạn ạ. Không ai chơi ES nhiều. Ồ, tính ra ít người chơi ES nhiều. À, hình như mấy cái top này này nó không nạp ES các bạn ạ.
Nếu mà ES thì mình để tìm xem có ai chơi ES không nhỉ? Ngô Quyền à? Ôi giời. Ngô Quyền chơi chơi gì đây? Đấy, một game thủ chân chính không nạp tiền nên top 3 niên server luôn các bạn ạ. Đây là game thủ chân chính nha, nạp khá là ít thôi. Đây là chơi mắt xanh mắt đỏ chơi tào lao các bạn ạ. Nếu nếu mà cái deck này thì rất là dễ chết bài đấy, nhưng mà top 3 server, liên server luôn, rank 2 các bạn, quá tuyệt vời. Tiếp theo là top 4 này. Top 4 thì cũng chơi mắt xanh. Ô, nhà nhà mắt xanh à? Đâu, cái này là đạn dược này, cũng hành nữ các thứ cũng liên quan đến mắt xanh các bạn ạ. Ồ, mắt xanh rồi, nắm thằng nó chơi nhiều. Cóc kẻ thì chơi gì nhỉ? À, lại tam quốc à? Không có ai chơi ES nhỉ? Cái ba sento chơi gì nhỉ? Cái ba sento chơi DD à? À, chắc hôm nọ mình cầm cái DD đánh cái ba sento nhiều quá ấy, nên là chuyển qua chơi DD tạm các bạn ạ. DD thì không phải là deck chính đâu. Gia xua chơi gì? Gia xua cũng chơi lồng súng máy à? À, thế không ai chơi ES à? Buồn nhiều. Không có ai ES à? Thế nhưng mình cũng hai có mấy người có ES mà, nhưng mà giờ chắc là đang đang rank cày rồi các bạn ạ. À mà ES ấy, sự kiện này thì cày gì đâu? ES người ta full hết rồi, cày làm gì nhỉ? Ồ, 1 triệu 7 đổi nấy. Cái gì đấy? Cái tên nghe khó khó hiểu đấy. Ok, nay thì mình đã hướng dẫn các bạn nên top 1 server cụm 2 nhá. Đó, rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bui một deck giống hệt như vậy. Auto top 1 server cụm 2. Còn bộ bài thêm thì các bạn muốn cho gì cũng được. Các bạn cứ bui được một deck như vậy, bộ bài thêm của bạn sẽ không còn quan trọng. Chỉ cần bui được như vậy thôi. Bộ bài thêm các bạn cứ cho một con rồng trắng mắt xanh 3 đầu SR vào là các bạn cũng nên top 1 server. Ok. À, mình tính ra mình top 50 cũng cao nhiều.